Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn bài dứa nằm trong chuỗi bài viêm gan B, viêm gan C của bác Hùng Y. Bài thuốc được coi là mẹo chữa sỏi thận, sỏi mật, sỏi tụy, giúp làm sạch mảng bám ở thành mạch, mỡ máu, men gan cao, giúp khí huyết lưu thông, cơ thể khỏe mạnh. Đối với mẹo vặt này thì bạn nên uống sau bữa ăn sáng, uống 7 ngày, nghỉ 7 ngày, uống 7 ngày, nghỉ 7 ngày, và cứ uống 7 ngày, nghỉ 7 ngày làm nhiều đợt. Nguyên liệu chuẩn bị gồm có dứa, gừng và muối trắng. Bạn nên chọn những quả dứa tươi ngon, không bị sâu và dập. Nên chọn những quả dứa mắt to thì như thế thể hiện là dứa đã chín già rồi. Mỗi ngày bạn sẽ chuẩn bị như sau này: dứa một quả đã gọt vỏ bỏ mắt từ 4 đến 5 lạng, gừng các bạn chuẩn bị là 10 gram. Ở đây thì bạn nên dùng gừng ta sẽ tốt hơn. Bạn sẽ chuẩn bị 2 gram muối trắng. Như ở đây thì hàng sáng thì mình đều làm nước dứa ép này cho cả hai vợ chồng cùng uống. Nên mình đã chuẩn bị thành 2 phần và mình chia ra đĩa như thế này. Bạn sẽ thái nhỏ dứa, gừng ra và bạn chia thành các phần như thế này. Nếu mà bạn làm cho hai người như cả hai vợ chồng cùng uống như nhà mình. Sau đó bạn sẽ bật máy ép lên và tiến hành vừa ép dứa xong sẽ cho một chút muối và một chút gừng vào. Cứ làm như vậy cho đến khi hoàn thành xong một phần nước ép của một người. Với định lượng đã chia sẵn như ban đầu thì bạn sẽ ép thành từng phần một như mình đang làm. Tại thì mình đang ép phần nước dứa dành cho mình. Cứ vừa ép một phần dứa thì mình sẽ có thể cho một lát gừng mà mình đã thái nhỏ với một ít muối vào trong máy ép luôn. Làm như thế thì gừng muối sẽ hòa quyện luôn cùng với dứa, tạo thành một hỗn hợp nước ép. Đây là phần ép thứ hai mình ép cho chồng mình, cũng bao gồm dứa, gừng và muối. Mình sẽ cho từng phần dứa đã cắt nhỏ vào trong máy và sẽ cho 1-2 lát gừng mà mình đã thái nhỏ, và mình cũng sẽ cho một ít muối vào nữa. Nghĩa là trong quá trình vừa ép vừa cho muối vừa cho gừng, mình sẽ làm cứ lần lượt như vậy để ra thành một hỗn hợp nước dứa ép với gừng và muối. Đây là thành quả của mình. Chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút chuẩn bị thì mình đã được 2 cốc nước dứa ép cho cả hai vợ chồng vào buổi sáng như thế này.